chịu thêm một chút nữa đi con. Miun quay cuồng trong vòng xoáy vận mệnh. Kim Dung U, một đứa trẻ lớn lên vô thừa nhận, nuôi ý định trả thù người đã sinh thành và bỏ rơi mình. Ông sẽ được thấy tất cả những gì ông có, ông Đăng Niu sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Với tình yêu dành cho Dung U, Sihun sẵn sàng tha thứ cho lỗi đầm của kẻ thù gia đình và cố gắng kéo anh ra khỏi cũng lầy thù hận. Cái gọi là ván cược phải đặt cả tính mạng của mình là thế nào? Suyuna, tự chuốc khổ, tự làm mình tổn thương. Làm gì có tình yêu nào ngu ngốc thế? Chúng ta cần an ủi vết thương trong nhau. Phim được dàn dựng công phu với hàng loạt cảnh quay hoành tráng tại Jeju, Las Vegas, châu Phi. Không chỉ có những màn đấu súng nghẹt thở, khán giả còn được thư giãn bởi những thắng cảnh tuyệt đẹp. Đừng chĩa súng vào mặt tôi nữa, có được không? Thôn tính Thái Dương còn cho thấy nhiệt huyết tuổi trẻ, tình yêu, tình bạn, ý chí quyết tâm và những cố gắng của họ nhằm đưa đảo Jeju từ một hòn đảo hoang sơ trở thành thắng cảnh du lịch nổi tiếng thế giới. Quý vị và các bạn đón xem 37 tập phim Hàn Quốc Thôn tính Thái Dương, phát sóng vào lúc 11:55 các ngày trong tuần.